Bây giờ chúng ta sang cái phần thảo luận. Thì chúng ta sẽ thảo luận các cái câu hỏi. Tôi tin rằng hiện nay là các báo cáo viên đang online cả rồi đúng không Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn. Chào giáo sư chào. Thạc sĩ Thạch, phó sư Rebecca Chiet và Giáo sư Mùng. Vâng, Hello. em chào các Hello. thầy cô. Thạch, Professor Rebecca Thầy xin chào buổi sáng giáo sư Tuấn và chào buổi tối phó sư Joshua Mong. Keith. It's boy toy here. It is late, but we're happy to be on. Thank you. Bây giờ thì có một số câu hỏi đã được gửi tới các speaker. Thì câu hỏi thứ nhất thì xin bạn Quý Đức có nêu cái này. Thì trong sơ đồ có hiện tượng viêm và bão cytokine ấy, thì nếu mà trên lâm sàng thì có thể có cái cách gì mà nhận biết được bệnh nhân đã vào bão cytokine không, hay là phải định lượng cytokine mới biết được. Và để mà khi mà mình điều trị các cơn bão cytokine ấy, thì mình đánh giá cái kết quả điều trị dựa vào cái xét nghiệm các cái cytokine hay là dựa vào lâm sàng. Em mời giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn trước, sau đó các em báo cáo viên khác có thể chia sẻ thêm. Vâng, thưa xin nói ngắn gọn. Thực ra đó là chúng ta đứng đầu với một bệnh mà lâm sàng nó rất là quan trọng. Thành ra có nhẽ Việt Nam và tất cả mọi nơi trên thế giới, cái bước đầu tiên đó là đánh giá lâm sàng. Một khi mà chúng ta thấy bệnh nhân rằng là có những cái triệu chứng mà khiến chúng ta nghĩ đến cái cơn bão cytokine, thì lúc đó chúng ta cần phải đo những cái cytokine mà lúc nãy chúng tôi đã thưa qua, ít nhất là một vài những cái cytokine như là TNF-alpha hoặc là interleukin-6, là những cái cytokine mà chúng ta có thể đo được. Và nếu mà cái nồng độ những cytokine đó cao thì lúc đó chúng ta có thể nói rằng là cái suy hô hấp đó là do cơn bão cytokine. Sau khi mà chúng ta chữa trị xong rồi đó thì là lúc đó chúng ta phải dĩ nhiên là dựa trên lâm sàng để mà quyết định xem coi có nên tăng liều hay là giảm liều những cái thuốc mà chúng ta dùng đến. Và cuối cùng đó là muốn chắc rằng là những cái điều đó đã có hiệu quả trên những cái cytokine. Chúng ta có thể đo một lần thứ nhì trên những cái cytokine để xem cytokine nó có giảm xuống hay không. Đó chính là cái lối tiếp cận của các đồng nghiệp ở bên New York với cái bài báo cáo lúc nãy của chúng tôi. Vâng, cảm ơn xin đi cho anh Tuấn. Xin có thêm câu hỏi nữa liên quan đến của bác sĩ Nguyễn Thanh Thủy ạ. Thì đối với các bệnh nhân mà có khoảng 5% diễn biến nặng nguy kịch ấy, vậy thì có nên trên thực hành lâm sàng thì nếu mà cần làm định lượng các cái xét nghiệm cytokine này thì nên như thế nào, làm khi nào để có thể dự đoán sớm được? Do đó ngày hôm nay khoa học chưa có cái khả năng để mà tiên đoán được bệnh nhân nào sẽ là những bệnh nhân có những cái cơn bão cytokine này, chỉ dựa trên những cái kiến thức lâm sàng như là những người có bệnh nền hoặc là những người cao tuổi. Và chúng ta biết rằng là nơi những người cao tuổi chẳng hạn thì cái hệ miễn dịch của họ nó cũng đã thay đổi so với những người trẻ tuổi. Thành ra nói chung lại đó thì là tất cả mọi việc nó đều dựa trên lâm sàng cả, thưa các anh các chị ạ. Có một điều mà tôi xin nói thoáng qua thôi ở đây, đó là cái vấn đề mà sử dụng thuốc kháng viêm, nhất là những cái thuốc corticosteroid và dexamethasone. Chúng ta biết rằng là cái thuốc kháng viêm đó rất là quan trọng khi mà chúng ta gặp cái bão cytokine, vậy bởi vì nó có khả năng nó kiểm soát được cái viêm. Tuy nhiên trong cái giai đoạn đầu, nhất là trong cái giai đoạn mà thí dụ trong thành phố Hồ Chí Minh có những cái người mà vừa mới bắt đầu mà chưa chắc gì cả mà dùng những cái thuốc kháng viêm mà dạng nặng như thế, thì nó lại là có cái kết quả ngược lại. Tại vì cái viêm nó là cái phản ứng tự nhiên của cơ thể của chúng ta, của cái hệ miễn dịch tự nhiên khiến cho chúng ta có thể tiêu trừ những cái con virus hoặc là những con vi trùng trong cái giai đoạn sớm. Kháng viêm vào trong giai đoạn đầu là một cái điều mà không thể, và ngay cả tất cả những cái khuyến cáo trên thế giới về khuyến cáo của WHO cũng đã khẳng định điều này. Dexamethasone chỉ dành cho những cái dạng nặng của bệnh COVID. Vâng, cảm ơn giáo sư tiến sĩ Anh Tuấn. Tôi thì cũng có dịp tham gia hội chẩn các hội đồng chuyên môn của các COVID nặng trước kỳ đầu khi mà bệnh nhân còn chưa nhiều ấy, thì thấy đúng là một là những cái người mà béo phì và khi mà lâm sàng diễn biến nặng, thông thường những bệnh nhân đấy thì đã phải các cái can thiệp rồi, diễn biến nặng lên, nhưng mà trên bề mặt các cái thăm dò về mặt vi khuẩn học ấy, ví dụ như cấy dịch phế quản, xét nghiệm lấy dịch dưới quản cấy rồi làm rinta pisa multiplex cũng không thấy căn nguyên gì đặc biệt lắm, nhưng mà tình trạng nó nặng lên thì như trường hợp đấy thì
những nơi mà có điều kiện thì làm định lượng các cytokine thì nó sẽ cao, và những nơi không có sau đó thì đưa ra khuyến cáo là nếu những nơi mà không có định lượng thì thôi, khi tình trạng này như vậy là bắt buộc phải lọc máu hấp thụ. Ở những nơi có quả lọc series thì dùng quả lọc series, những nơi không có quả lọc series thì dùng các quả lọc khác để mà gọi là hấp thụ bớt các cytokine, thì giúp bệnh nhân vượt qua được cái cơn bão cytokine. Bây giờ thì có một bạn muốn hỏi cái cơ chế tại sao dexamethasone lại hiệu quả hơn meron hoặc prednisolone, thì Tuấn có thể trả lời tiếp. Vâng, thực ra đó là trong khi nghiên cứu mà lúc nãy đó là dexamethasone hiệu quả hơn với cái khả năng mà làm giảm catecholamine 96, trong khi những cái thuốc khác thì cái hiệu quả nó ít hơn. Thứ nhất là các bạn vẫn nhớ đó là nếu mà chúng ta so sánh cái liều của dexamethasone đó, thì dexamethasone là một trong những thuốc corticoid mà cái sự tương đương của nó cao nhất. Đó là một việc. Cái việc thứ nhì đó là cái khoảng bán thời gian của dexamethasone nó cũng lâu hơn những cái thuốc khác. Thành ra bởi vì thế nên dexamethasone từ xưa cho đến giờ, ngay cả dùng trong những cái bệnh chữa bệnh như bệnh từ miễn về cái phía xương khớp của giáo sư George Solomon cũng vậy, là dexamethasone dùng đến cho những cái dạng nặng. Bởi vì thế nên ngay từ đầu rất là nhiều người đã sử dụng dexamethasone và thấy rằng là nó quả nhiên nó có hiệu quả hơn những cái loại corticoid khác. Cái đó không có nghĩa rằng là những cái kia nó không có hiệu quả. Nếu mà chúng ta không có dexamethasone thì chúng ta vẫn có thể dùng những cái kia, nhưng mà nếu có dexamethasone rồi thì dùng dexamethasone vẫn dễ xử lý hơn. Và cảm ơn giáo sư Lịch Trường Tuấn. Xin lưu ý các bạn là 60mg dexamethasone thì tương đương khoảng 32mg methylprednisolone đấy ạ. Khi mà dùng thì mình có thể tăng liều, nhưng mà cũng phải nhớ cái khoảng tương đương liều như vậy. Thì các bác sĩ Trần Thái Sơn có nêu vấn đề là theo cơ chế bệnh sinh của SARS-CoV-2 thì DAM và PAM có kích hoạt đại thực bào thông qua TLR để thực bào đại thực bào sản sinh các cái cytokine gây viêm. Vậy thì về lý thuyết nó có thể ức chế các đại thực bào thông qua cái việc ức chế TLR không ạ, để hạn chế cơn bão cytokine? Thực ra đó thì về lý thuyết thì chúng ta có thể làm việc đó, nhưng mà trên thực tế thì không nên tí nào. Tại vì những cái toll-like receptor đó là TLR đó là những cái thụ thể mà giúp cho cơ thể của chúng ta có thể phân biệt được một cách rõ ràng và nhanh chóng tất cả những cái gì hoặc là tế bào chết, đó là những cái chất đạm hoặc là những cái phân tử đến từ những cái con vi khuẩn hoặc là những con virus. Và đó nó thuộc vào cái hệ miễn nhiễm mà tự nhiên của chúng ta, và bởi vì thế nên chúng ta mới có khả năng, khi mà tôi nói chúng ta có nghĩa là những cái tế bào mà đại thực bào đó có cái khả năng nhận diện và rồi sau đó thì giao tranh và tiêu trừ tất cả những con virus. Và vì thế nếu mà chúng ta mà ức chế những cái đó thì cái điều mà chúng ta rất là dễ bị đó là sẽ bị nhiễm vi trùng một cách cực kỳ là cao, cũng giống như là chúng ta đang cho bệnh nhân đó uống những cái liều mà pulse therapy của corticoid được khi mà họ vừa mới bị nhiễm virus. Cái điều đó là cái điều không nên tin nào. Vâng, cảm ơn giáo sư Đinh Trường Tuấn. Có câu hỏi bác sĩ Trương Gia Khánh thì muốn hỏi các cái kinh nghiệm của các báo cáo viên về việc sử dụng pulse therapy đối với corticoid ấy, ở trong COVID. Cái đấy mời anh Thạch trước, xong các báo cáo viên khác. Vâng ạ. Kính thưa thầy Châu và thưa các thầy các cô anh chị, thì cái pan therapy thì có cái nghiên cứu ở Pakistan ấy, họ có nói về cái đây khoảng 2 tháng gì đến 3 tháng, họ có nói về vấn đề là dùng mini pan therapy với liều 250mg methylprednisolone. Nhưng mà cái nghiên cứu đấy thì nó có nói về vấn đề hiệu quả so hơn với dexamethasone. Thì cái trong một cái bài báo cáo mà bác sĩ Lê Minh Ngọc ở trường Đại học Y Hà Nội ấy, thì bạn ấy cũng có đã trình bày rất rõ. Và sau đấy thì ở Bình Dương họ cũng đã áp dụng một số. Nhưng tuy nhiên khi bọn em vào đây triển khai thì 12 tháng 8 bắt đầu nhận bệnh nhân và triển khai thì cũng áp dụng một số bệnh nhân thở máy. Các thấy thì trong một tuần thì thấy hầu như nó không có hiệu quả gì cả. Tức là mình cũng chưa khẳng định được, nhưng mà đổi lại thì cái chuyện một nhiễm khuẩn bệnh nhân nhiều hơn, vấn đề tăng đường huyết nhiều hơn. Thế thì cái chuyện đối với về mặt phía các cái gọi là cái quan niệm cá nhân ấy thì em nghĩ là có thể là vì bệnh nhân vào hồi sức lúc đấy nó đã quá muộn rồi, hay là nó quá nặng rồi. Cũng xin báo cáo thêm các thầy cô là bệnh viện Bạch Mai vào đây thì mang hết tất cả các trang thiết bị tốt nhất vào, từ xét nghiệm vi sinh các thứ thì cũng đã định được anh Tetlokin 6. Và có rất nhiều trường hợp thì anh Tetlokin 6 nó tương quan với cái mức độ nặng của bệnh nhân. Nhưng nhiều trường hợp thì anh Tetlokin 6 mặc dù nó giảm nhưng bệnh nhân vẫn nặng lên và suy hấp nặng lên.
Nên cái này đi những anh chắc với tin 6 thì cái một trong cái là làm thường quy hàng ngày rồi ferritin, tăng ferritin và cái yếu tố lâm sàng như thầy Đinh Xuân Anh Tuấn có nói về vấn đề là cái quan trọng nhất là mình vẫn phải xuất phát từ vấn đề lâm sàng. Các cái xét nghiệm đấy nó gợi ý cho mình là tăng cái thế nhưng mà tuy nhiên là bọn em cũng đã triển khai HA330 bằng lọc máu hấp thụ bằng quả oxirit để học lọc bằng quả oxirit nhưng mà cái khi sau khi lọc thì có một số bệnh nhân nó cũng gần như cái cytokine nó không giảm và về lâm sàng nó cũng không có thay đổi. Thế thì mình quay lại cái vấn đề corticoid thì cái vấn đề corticoid là một trong vấn đề quan trọng trong điều trị COVID và đã được thừa nhận. Tuy nhiên là cái liều thế nào và mức độ thời gian bao nhiêu thì em cũng nghĩ là đối với nhóm bệnh nhân nặng như trong bệnh nhân hồi sức thì chắc là phải cân nhắc và thậm chí bọn em thì em nghĩ là xu hướng là nếu chúng ta dùng 5 7 ngày 10 ngày mà đã từ trước rồi mà không hiệu quả thì chắc chúng ta phải thậm chí phải ngừng. Tại vì em cũng đã trao đổi với bác sĩ Phúc ở bên bệnh viện nhiệt đới Trung ương thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao bệnh nhân có tăng thụ khí phút rất lớn mà vẫn tăng CO2 thì chắc là thầy Châu là người hiểu rất rõ vì thầy là người viết guideline về nấm Aspergillus. Thế khi chúng ta làm soi phế quản cho bệnh nhân nhiễm nấm Aspergillus thì chúng thấy có một cái đặc trưng là bệnh nhân bị tắc nghẽn đường thở, tức là nó bị cái giả mạc ấy, nó tắc nghẽn toàn bộ đường thở vì bọn em làm soi phế quản bệnh nhân COPD thở máy thì em thấy nó tắc nghẽn đường thở và cái việc tắc nghẽn đường thở đấy nó gọi là cản trở cơ học thuần túy chứ không phải là co thắt. Nên là cái chuyện mà chúng ta không có soi phế quản không này thì đấy cũng là một cái giải quyết mà bên bệnh viện nhiệt đới Trung ương người ta đã triển khai cái soi phế quản, người ta cũng đã thấy cái chuyện giả mạc trong thế thì cái chuyện các nghiên cứu thì người ta cũng thấy là 15-20% nhiễm nấm Aspergillus ở các cái bệnh nhân COVID thì chắc là thế thì em nghĩ là cái Aspergillus một là đái tháo đường, hai sử dụng corticoid kéo dài, thứ ba là tiền sử dụng corticoid nên là yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm nấm Aspergillus lên. Và có nghĩa là chỉ chúng ta quan tâm nhiều hơn, em đề xuất là quan tâm nhiều hơn vấn đề này và cân nhắc là không nên gọi là đẩy mạnh cái corticoid ở nhóm bệnh nhân thở máy. Em xin hết. Vâng, cảm ơn thầy. Xin mời Phó sư George Solomon có ý kiến thêm về việc sử dụng corticoid ở bên National Jewish Health thì các bạn mới hay dùng dexamethasone với liều lượng thế nào và cái có dùng pulse therapy không với corticoid không? Hello, George Solomon. It is the question about the pulse therapy of steroid for acute COVID. I would like to invite you to answer this question with your experience in treating acute COVID patients in your hospital. Thank you for that. It's a good question. We use pulse steroids when we see patients who are not getting better. So I do not use it on patients in the beginning, but if they're there 7-14 days later and they still have ground glass on their CT and I don't think they're infected, I will use pulse steroids. Sometimes I use 500 milligrams, sometimes I use 1,000 milligrams of solumedrol, but I use it just on the patients who aren't getting better and I think that it helps them get better quickly, but we will know I think in the future if that's true. Well, thank you. Có một câu hỏi của bạn bác sĩ Trần Thiên ở Thành phố Hồ Chí Minh. Để em mang cái câu hỏi tôi trả lời đã. Okay. Ở National Jewish thì chúng tôi sẽ chỉ sử dụng pulse therapy nếu như mà những trường hợp bệnh nhân không có đáp ứng khi mà điều trị. Như là không sử dụng ngay từ đầu nếu như bệnh nhân sau 7 đến 14 ngày mà trên phim vẫn còn những cái tồn tại tổn thương tính mờ dai dẳng và chúng tôi đã loại trừ được các nhiễm trùng thì sẽ có thể sử dụng các cái liệu pháp pulse therapy dùng solumerol với liều là từ 500 đến 1.000 mg, tuy nhiên là cũng dùng rất là ngắn ngày và cái liều đó sẽ chỉ sử dụng ở những bệnh nhân mà không có tiến triển với những cái điều trị thông thường. Tuy nhiên thì cái phác đồ đó trong tương lai có hiệu quả hay không thì cần các cái nghiên cứu thêm. Vâng, cảm ơn các bạn Trần bác sĩ Trần Thiên ở Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng là hiện nay đã Sài Gòn đang cho dù F0 điều trị tại nhà với bệnh nhân có thể ăn dị ứng methylprednisolone hoặc dexamethasone thì chắc là đã theo tôi hiểu thì đấy là tiền căn dị ứng tức là có phản ứng với cái thuốc này hay là như thế nào thì các vị anh Kiên có thể cho ý kiến hơn thêm. Nhưng tôi thì còn nếu ra đến giai đoạn bệnh cần dùng thuốc đó điều trị thì phải điều trị nào thì tôi không hiểu cái này tiền căn dị ứng với methylprednisolone tức là bị dị ứng hay là đang dùng methylprednisolone với hoặc là dexamethasone. Nếu đang dùng thì các bạn phải cân nhắc xem cái chuyện nếu đang dùng với liều bao nhiêu thì chúng ta sẽ xem xét liều thấp thì chúng ta mới cho thêm, còn cũng không phải nếu đang dùng với mức độ tại nhà thì cũng không phải mức độ nặng thì tôi nghĩ cũng không cần tăng thêm liều, đúng không ạ?
có bác sĩ Trần Kiều My, tiến sĩ Trần Kiều My Viện Học. Nên muốn hỏi bác sĩ Thạch về vấn đề, cũng về vấn đề PANS therapy ở bắt thời điểm bắt đầu chuyển nặng. Thì cái này thì bác sĩ My cũng có nêu một nghiên cứu của Miguel Alessandro công bố ngày hồi cuối tháng 5 2021 ấy. Thì nếu dùng PANS therapy với metronidazole hiệu quả cao hơn dexamethasone. Thì Thạch thì xin hỏi bác sĩ Thạch có cái chia sẻ cái điểm này như thế nào? Mời bác sĩ Thạch. Vâng, kính thưa thầy ạ. Thưa thầy Châu, thưa các thầy, các cô, anh chị và thưa cô My. Thì cái chuyện mà em vừa trả lời liên quan corticoid ấy, thì theo như em cũng thấy là đồng ý với ý kiến của anh George Solomon ấy, thì thầy George Solomon nói về vấn đề chúng ta cần phải loại trừ vấn đề nhiễm khuẩn để chúng ta mới tăng liều. Các con là vấn đề chúng ta ghi bệnh nhân vào với chồng bạn em ấy, thì phần lớn là đã sử dụng corticoid kéo dài rồi, hàng tuần rồi. Thế bây giờ mà vào trong công cụ bệnh viện dã chiến mà em không có cái công cụ gì đấy để em đánh giá cái nhiễm khuẩn, là nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc, nhiễm nấm ấy, thì bọn em cho thuốc vào thì thấy nó tăng đường huyết nhiều hơn và bệnh nhân thấy cũng vẫn tử vong bình thường. Nên sau một tuần bọn em triển khai cái sử dụng metoprolol có 250 mg cho một số bệnh nhân, không chắc là trong tuần đầu tiên và tuần thứ hai ấy, thì thấy nó không có hiệu quả. Nên là bọn em còn cái việc về nghiên cứu chắc cũng em cũng nghĩ quan điểm chắc phải chờ thời gian thôi, chứ còn không có công cụ gì trong này thì chắc không cái quan điểm cá nhân thì em vẫn nghĩ là có vẻ như là nó đẩy thúc đẩy nặng hơn cái nhiễm khuẩn lên. Có một câu hỏi cũng bạn đồng nghiệp bạn Quý Đức nêu, tại sao ở bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 ấy, có nồng độ bão hòa oxy rồi áp lực dương vật oxy chỉ trong máu thấp thôi, thế nhưng mà cũng không biểu lâm sàng thì ít, không có biểu hiện nhiều như các bệnh nhân bệnh tim, bệnh phổi khác, thậm chí là gọi là như thiếu oxy thầm lặng. Thạch có ý kiến gì về cơ chế tại sao bệnh nhân lại dung nạp được cái lượng thiếu oxy thế? Vâng. Kính thưa các thầy, các cô, các anh chị, thì thứ nhất là bọn em làm về cúm AH1N1 từ nhiều năm, hàng mười mấy năm nay rồi. Thì có cái đặc trưng thì chắc là thầy Châu là người nghiên cứu với Nhật rất rõ là cái chuyện diễn tiến của bệnh nhân bị viêm phổi do virus hoặc viêm phổi do cúm AH1N1 nó diễn tiến rất nhanh, chỉ 1-2 ngày. Cái đại dịch cúm AH1N1 năm 2009 ấy, thì nó cũng thể hiện cái chuyện đấy rất rõ ràng. Thế thì cái chuyện vì chính vì nó diễn tiến nhanh nên khi mà người ta nó thay đổi, năm 2009 nó thay đổi cái chuyện về tư duy về điều trị các cái đấy bằng cái ECMO. Nên trước đây là cái ECMO nó bị thời gian dài, nó không kiểm soát được và sẽ đến gọi là nó không được áp dụng rộng rãi, như đến 2009 đến sau 2013 nó chuyển tiếp, và đến năm 2013 đến nay là cái chuyện ECMO sử dụng trong COVID, trong điều trị bệnh nhân suy hấp. Thế thì trong cái thời gian thì bọn em cũng quan sát thì em thấy là cái diễn tiến của COVID nó có một cái đặc trưng, nó rất tiến triển rất chậm. Nghĩa là có thời gian nó chuyển nặng có vẻ như nó không kéo dài hơn, mà người ta các nghiên cứu thì người ta tích trung bình từ 6,5 ngày cộng với 2,5 ngày nữa là nó diễn tiến từ vấn đề từ khi bệnh nhân có thể triệu chứng ho sốt cho đến khi bệnh nhân suy hấp và diễn tiến thành ARDS. Thế thì khả năng nhiều thì cái câu hỏi đặt ra là em vẫn suy nghĩ là khả năng nhiều là nên cân vấn đề tắc mạch. Và các bằng chứng tắc mạch bây giờ nó cũng người ta cũng đã chứng minh rất rõ và nhiều. Thế thì cái chuyện đấy nó có nghĩa là gần như là bệnh nhân tắc mạch một cách từ từ và bệnh nhân cái chuyện mà gọi là bệnh nhân thích nghi đấy. Chứ em nghĩ là vấn đề thích nghi nhiều hơn là vấn đề đấy. Và cái này chắc là phải xin ý kiến của thầy George Solomon, thầy Đinh Xuân Anh Tuấn để xem cái ý kiến của các thầy như thế nào. Vì bọn em cũng nghĩ là em nghĩ là cái chuyện là gọi là nó tắc mạch từ từ và nó thích nghi phù hợp hơn. Vâng, mời giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn có ý kiến gì thêm không? Vâng, thực ra cái này đó, ở bên này người ta gọi là happy hypoxia, đó có nghĩa là những người mà đã tụt cái oxygen nhưng mà cái triệu chứng lâm sàng rất là ít. Thì ý kiến của anh Thạch nó rất là đúng, có nghĩa là nếu mà chúng ta mà có thể điều chế được cái lượng mà cái ventilation so với lại cái perfusion đó, thì là cái ratio VQ nó vẫn còn giữ được, và lúc đó đó thì là người bệnh nhân sẽ không có cái cảm tưởng rằng là thiếu oxy hay là không có cảm tưởng rằng là đang có cái vấn đề trong thông khí, mà khi đó thì cái tắc mạch đó nó rõ ràng nó là một cái vấn đề vasculopathy trong cái bệnh COVID-19 là một cái sự thể nó có. Vậy thì tôi xin phép có câu hỏi đặt cho giáo sư Solomon về cái vấn đề đó thì nó có, và bởi vì thế nên bệnh nhân tuy rằng là thiếu oxy nhưng mà cái triệu chứng lâm sàng nó rất là ít. Vâng, cảm ơn giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn. Thì BSC đang có một số câu hỏi liên quan đến bệnh nhân mà giáo sư Solomon đang trả lời cái câu hỏi sao oxy thấp mà là triệu chứng lâm sàng. Vâng, mời Josh. Professor Solomon, can you please answer the question of if the patient with COVID-19 have
low saturation, but the symptoms are not very much. They may have normal respiratory rate or something like that. Good question. When we see that, of course, we look immediately to make sure they haven't had a pulmonary embolism. As I mentioned, that's very common in COVID, and that would cause patients to have a low saturation and normal normal respiratory rate. But if they have lung disease, even if they're not short of breath and they have lung disease on CT scan, I think we still treat that. So when I see low oxygen, the first, I look very hard to make sure they don't have a pulmonary embolism and make sure they don't have lung disease. And I would not ignore a low oxygen. I would make sure I understand the reason why they have that. Vâng, cảm ơn anh rất sâu mong. Quan điểm của tôi thì nếu như những bệnh nhân ở chỗ tôi mà có mức độ oxy máu thấp thì tôi phải nghi ngờ ngay đến tình trạng là có thuyên tắc phổi không. Trong những bệnh nhân mà có thuyên tắc phổi và không có tổn thương về nhu mô thì bệnh nhân hoàn toàn vẫn có thể có cái nhịp thở bình thường. Và nếu trong trường hợp mà bệnh nhân mà có oxy máu tụt thấp thì chúng tôi sẽ phải làm các thăm dò để chẩn đoán thuyên tắc phổi cho bệnh nhân. Bây giờ cũng có một cái câu hỏi dành cho Sơn là tiêu chuẩn xác định bệnh phổi hậu COVID. Cho nên anh Sơn có thể chia sẻ kỹ hơn. It is another question for Professor Solomon. What is the criteria to diagnose post-COVID lung disease? So we don't have criteria, but what we're doing is anybody with symptoms, anybody who has breathless, short of breath or cough, I am getting chest CT. So I think the criteria to evaluate someone is symptoms or a low oxygen. And as I mentioned in my talk, you will find post-COVID lung disease in a lot of these patients. So I think if you can, you evaluate anybody with symptoms for post-COVID lung disease, and you're going to find a lot of it. Hiện tại thì vẫn chưa có một cái tiêu chuẩn thống nhất nào để chẩn đoán bệnh phổi hậu COVID. Tuy nhiên thì đối với những cái trường hợp bệnh nhân mà sau khi hồi phục COVID vẫn có triệu chứng hô hấp, ví dụ như là nhịp thở nhanh hoặc hụt hơi hoặc ho kéo dài, thì chúng tôi thường cho bệnh nhân được chụp CT phổi. Và trong những trường hợp mà bệnh nhân có oxy máu thấp cũng như vậy, thì thường là chúng tôi thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân mà có bệnh phổi hậu COVID là cũng khá cao, không phải là hiếm. Vì vậy cho nên là với những cái trường hợp bệnh nhân sau COVID mà có những triệu chứng nghi ngờ thì chúng ta cũng nên chụp CT phổi cho bệnh nhân để tầm soát. Vâng, có một bạn đồng nghiệp cũng muốn hỏi giáo sư Josemon và chị Rebecca là vấn đề sử dụng budesonide phun khí dung cho bệnh nhân COVID có triệu chứng ho có nên được dùng không, và có nên dùng budesonide khi phun khí dung cho bệnh nhân ho dai dẳng kéo dài sau COVID không? Và kinh nghiệm điều trị nếu mà sau nhiễm COVID có ho kéo dài thì nên giải quyết thế nào? We have a question for Professor Solomon and Professor Keith. Should we use inhaled budesonide for patients post-COVID with a persistent cough? And what other things we can do for persistent cough after COVID? I'll defer that question to Dr. Keith. Dr. Keith, they were asking, can we use budesonide or other agents for post-COVID cough? What would you recommend? I think in my experience, it's worth a try. Often patients with underlying airways disease, such as COPD or asthma, develop exacerbations of these conditions, and often a trial of inhaled steroids, such as inhaled budesonide, can be very helpful for them. I think that it depends on the patient. Sometimes it's helpful and sometimes it might not be. Theo tôi thì những bệnh nhân COVID mà có bệnh nền, các bệnh phổi, bệnh đường thở mãn tính, ví dụ như COPD hoặc là hen, thì trong những trường hợp đó bệnh nhân có thể có những đợt cấp hoặc những cơn hen cấp, thì chúng tôi vẫn phải kê các cái thuốc ICS cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì với những bệnh nhân khác thì ICS cũng có thể có lúc có hiệu quả, nhưng cũng có những bệnh nhân thì không có hiệu quả, tùy thuộc vào từng người. Okay.
Thì bây giờ xin có một câu hỏi nữa dành cho bác sĩ Thạch, có nên đặt ống sớm không? Và việc sử dụng chống đông giữa các cái đơn vị hồi sức tích cực vừa rồi thì có vấn đề gì không? Khác nhau giữa trước và sau khi mà có những cái thay đổi trong cái vấn đề mà cái phân luồng bệnh nhân ấy, thì các bạn thấy vấn đề điều dùng chống đông thế nào? Vâng, kính thưa thầy Châu, thưa các thầy, các cô, anh chị, và cái đề của thầy Hoàng Bùi Hải hỏi. Thì em thấy thứ nhất là về mặt nếu chúng ta áp theo cái tiêu chuẩn của ARDS lúc nãy trong cái bài em có nói đấy, thì rõ ràng tất cả các trường hợp mà ARDS mà với PTNS dưới 150 thì cái chuyện là chúng ta thở không xâm nhập là chuyện là thất bại, nó đã chứng minh là tăng tỷ lệ tử vong cái nghiên cứu lăng xếp. Trong cái nghiên cứu lăng xếp là, nhưng tuy nhiên trong điều kiện hiện nay của Thành phố Hồ Chí Minh và của Bình Dương hay như của Việt Nam ấy, thì chúng ta không đủ nhân lực về chăm sóc bệnh nhân thở máy toàn bộ, và chúng ta cũng đã phải cũng là gọi là biện pháp gọi là HFNC là một cái giải pháp. Nhưng tuy nhiên là chúng ta thấy là nếu HFNC mà cố gắng trong điều kiện 1, 2, 3 bệnh nhân ít thì chúng ta hoàn toàn có thể cố được. Nhưng trong trường hợp mà chúng ta cố mà đến thất bại, thế thì cũng kính thưa các thầy các cô, thực tế là hiện khi mà chúng em triển khai nhận bệnh nhân vào 12 tháng 8, lúc đấy cũng là thời điểm bắt đầu nó cũng là xuống một chút của Sài Gòn chứ nó không phải hoàn toàn cao điểm. Nhưng mà cái bệnh nhân vào với chúng em thì phần lớn là bệnh nhân HFNC với PTNS dưới 100. Nên là phần lớn là bệnh nhân mặc dù HFNC dưới 100, cái bệnh nhân thở máy thở HFNC 10 ngày, 7 ngày, 5 ngày. Và sau đấy một tuần thì giáo sư Đặng Quốc Tuấn thấy tình trạng bệnh nhân chết nhiều quá. Cũng thế thì các thầy Tuấn, thầy Chi có vào thì các thầy cũng yêu cầu là phải đặt ống nội quản sớm. Và về việc này thì chúng em cũng hoàn toàn ủng hộ cái chuyện là đặt ống nội quản sớm. Tại vì sao? Vì vấn đề câu chuyện chúng ta đặt ống nội quản sớm thì một là về mặt sinh bệnh học thì chúng ta có thể kiểm soát được tất cả các thứ, chúng ta có thể theo dõi được, điều trị được. Nhưng thì đổi lại là cái điều kiện của gọi là điều kiện đáp ứng của cơ sở y tế là vấn đề quan trọng nhất, chứ không phải vấn đề đặt ống sớm hay đặt ống gọi là không sớm. Tại vì rất nhiều bác sĩ khi tham gia điều trị COVID thì thấy bệnh nhân đặt ống xong một hai hôm bệnh nhân chết. Thì chết thì có rất nhiều lý do, từ vấn đề nhiễm khuẩn, từ vấn đề sốc, từ vấn đề các cái liên quan khác. Nhưng mà hiện nay thì cái chuyện mà đặt ống sớm là hoàn toàn phù hợp, em nghĩ là hoàn toàn phù hợp. Cái đấy là cái này. Thế thì trong cái tiêu chuẩn thì nó có là thời điểm nào đặt ống thì hiện nay cũng là cái thách thức đối với các bác sĩ, mà cái trong cái tài liệu thì người ta cũng nói là thách thức về mặt cái chuyện quyết định là có. Tại vì rất nhiều trường hợp không đặt ống thì bệnh nhân HFMC qua được, mà rất nhiều đặt ống xong một hai hôm bệnh nhân chết, thì đấy cũng là cái thách thức chung, không phải riêng ở Việt Nam chúng ta. Câu hỏi thứ hai là thầy Hải có hỏi về sử dụng thuốc chống đông giữa các đơn vị. Thì em cũng thấy là thứ nhất là xem qua những cái giấy chuyển viện, xem qua những thực trạng, thì chúng em thấy là cái chuyện là chúng ta có 100 bệnh nhân, 200 bệnh nhân, 1.000 bệnh nhân, và thậm chí là trong Thành phố Hồ Chí Minh có những thời điểm hết cả Lovenox, là phải dùng chuyển heparin để tiêm dưới da. Cái này đấy, thế thì cái vấn thực trạng là gì? Cái Sarento cũng thế, thế chúng ta cũng theo dõi. Nhưng mà vấn đề câu chuyện ở chỗ là tuân thủ sử dụng thuốc chống đông là một vấn đề phải cân nhắc hơn nữa. Cái này các bây giờ có nghĩa là gì? Rất nhiều bác sĩ không biết bệnh nhân bao nhiêu cân. Cái này cuộc thực tế này nó hoàn toàn đã xảy ra. Thế vấn đề thứ ba này là sử dụng thuốc chống đông rồi, nhưng cái đáp ứng mà cái hiệu quả để theo dõi đến đâu, thì hiện nay chúng ta cũng không làm đồng loạt cái anti-10A. Như trung tâm hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai thì các thầy đã vào đã ép áp mà gọi là làm hàng loạt cái anti-10A. Thì trong bài báo cáo của em cũng có trình bày một sơ qua một chút, một slide, hai slide là liên quan anti-10A chúng ta có. Và chúng ta cho Lovenox nhưng nó không đạt được mục tiêu điều trị. Thế có nghĩa là gì? Cái việc là không phải là chúng ta đang nói về số đông, nhưng mà chúng ta không có dữ liệu để có nói là chúng ta cho Lovenox hay cho thuốc kháng đông có đạt mục tiêu hay không. Và em xin rất mong là gì, nếu được thì chúng ta sẽ áp dụng những cái nghiên cứu trong các cái điều kiện có thể, từ điều kiện là một số ít bệnh nhân cho đến điều kiện số nhiều bệnh nhân nó khác nhau, và các quận huyện này. Ví dụ như cho thuốc chống đông ở nhà xong hàng tuần sau bệnh nhân nặng lên và bệnh nhân tử vong. Lúc đấy thì kể cả tử vong tại nhà, đến viện hay đến cơ sở dã chiến cũng hoàn toàn là điều mà nó tha thêm cho vào. Thế thì em nghĩ là cái tử vong ở trong Thành phố Hồ Chí Minh này, lúc đầu tiên bọn em cũng nghĩ nhiều đến vấn đề tắc mạch chống đông, nhưng mà sau thời gian rất nhiều bệnh nhân thì thấy là nó không đơn thuần vấn đề là chống đông, mà nó cần 4-5 yếu tố cùng một lúc. Lúc này em cũng đã nói qua rồi ạ. Vâng, em xin hết ạ. Vâng, có một bạn muốn hỏi là so sánh cái phương pháp lọc hấp thụ mà kháng thể đơn dòng, đa dòng, thì cái nào outcome tốt hơn cho cơn bão cytokine? Mời các báo cáo viên có thể chia sẻ thêm. Xin thầy Châu đọc lại câu hỏi lúc nãy đang trả lời. Câu hỏi là thế này, so sánh phương pháp lọc máu hấp thụ và kháng thể đơn dòng, đa dòng,
với cái nào có outcome tốt hơn cho cái cơn bão cytokine? Tôi xin phép được trả lời trước. Tất cả những cái thuốc kháng thể đơn dòng giống như là chúng ta biết đó là những cái thuốc mà nó chỉ đích đến một cái phân tử mà thôi. Lúc nãy bác sĩ Thạch có nói rằng là có một số bệnh nhân thì IL-6 cao, nhưng mà có một số bệnh nhân khác thì IL-6 lại thấp. Thành ra cái này nó cho chúng ta thấy rõ rằng là tất cả các bệnh nhân đều không có cùng một cái cơ địa. Và ngày hôm nay chúng ta chưa có cái khả năng để mà phân định rõ ràng trước khi bệnh nhân vào ai là thuộc vào những cơ địa nào. Thành ra chúng ta chỉ dùng những cái kháng thể đơn dòng khi nào mà chúng ta chắc rằng là cái phân tử mà kháng thể đó nhắm đến là cái phân tử đích thực là gây ra cái cơn bão cytokine hoặc là những cái triệu chứng lâm sàng. Dạ. Các bạn cơ viên khác có ý kiến gì không? It's a question about absorption hemodialysis or using the monoclonic antibody, which is the best treatment for cytokine storm in your clinical practice. Please answer Professor Solomon. Yes, I will answer and I'll ask if Dr. Keith has any input. We don't use dialysis or plasma exchange for this. Maybe it will be effective, but we don't know. We use monoclonal antibodies in the hospital because we have studies to support that. But there's no studies to support plasma exchange or hemodialysis. So we don't use that unless we have data. And Dr. Keith can maybe give her opinion on that. I think the question of how to treat cytokine storm is a difficult one. There are no clear evidence-based treatments at this point. I agree with Dr. Solomon that we aren't using plasma exchange or IVIG in a hospital setting. We have used monoclonal antibody infusion targeted against COVID in the outpatient setting for patients who are high risk and have COVID, those with other underlying medical conditions or obesity. But even this has become difficult to get in the United States due to the scarcity of that resource. Would you agree, Josh? Yeah, I agree with that. Absolutely. Solomon nói rằng là ở bệnh viện ở bên đó thì họ không sử dụng lọc máu cũng như là test để điều trị cơn bão cytokine, mà họ chỉ sử dụng các kháng thể đơn dòng, bởi vì có các nghiên cứu đã ủng hộ cho cái việc hiệu quả của kháng thể đơn dòng trong điều trị. Còn đối với các phương pháp lọc máu cũng như là test thì không có cái nghiên cứu nào chứng minh được hiệu quả của nó. Và Professor Kiss cũng đồng ý với ý kiến đó, bởi vì là cũng chưa có một cái bằng chứng nào cho thấy hiệu quả của IVIG cũng như là các biện pháp lọc huyết tương, mà chỉ kháng thể đơn dòng họ có thể sử dụng cho những bệnh nhân COVID nặng hoặc là những bệnh nhân có COVID có nguy cơ cao như là có bệnh nền hoặc là có béo phì chẳng hạn, họ sẽ sử dụng các kháng thể đơn dòng. Vâng, ở Việt Nam thì từ kỳ trước là đến thời điểm này cũng chưa có kháng thể đơn dòng. Hiện nay mới bắt đầu chuẩn bị có một số nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng pha 3 với kháng thể đa dòng phối hợp với bên Pháp Sinothera, hãng Sinothera bên Pháp đấy. Còn hiện nay thì chúng ta chưa có, nên trong hội đồng hội chẩn chuyên môn cũng thấy là lọc máu hấp thụ qua cái việc mà ứng dụng trên các cái trường hợp mà bị cúm da cầm trước kia, cúm AH5N1 cũng như các cái cúm nặng ấy, thì thấy hiệu quả thì cũng dùng. Bây giờ có một cái câu hỏi dành cho phó sư Solomon: khi không có bằng chứng tắc mạch phổi mà khi cho xuất viện thì có nên dùng chống đông không, nếu nó dùng thì dùng đến khi nào, dựa vào cái gì? Và ví dụ dùng loại thuốc gì, có nên có dùng thuốc chống đông đường uống không? Thuốc chống đông mới, thế hệ mới ạ. This is a question for Professor Solomon. When we do not have evidence for PE, should we use anticoagulation for patient, and what kind of anticoagulation we can use for them and how long? Yeah, that is a very good question that I don't think anybody knows the answer to. I can tell you what we're doing now, or what I'm doing and what Dr. Keith is probably doing, is if someone has evidence of a clot, either a deep venous thrombosis or a pulmonary embolism, we put them on anticoagulation, and we do it for 3 to 6 months.
Recently, there was an article published that if you look 3 months after discharge, we're seeing some clots in these patients. So in my opinion, I think we should be doing 6 months. But if you ask me in 1 month, I may tell you something different. But right now I'm treating patients for 6 months and I'm using any anticoagulation, or I like the oral anticoagulants the best. But for anyone listening, I think anything you have in your hospital, if it's heparin, if it's warfarin, I think just anticoagulate them for 6 months if they have a clot in the hospital. But I may be wrong. And I would ask Dr. Keith and all the other doctors on the panel to give their advice also. Theo quan điểm của tôi thì nếu như mà tôi tìm thấy bằng chứng có một cái cục máu đông ở bất kỳ đâu, có thể là huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới hoặc là có thể là có huyết khối phổi, chắc chắn tôi sẽ phải dùng chống đông cho bệnh nhân. Đây là cách thực hành của bản thân tôi cũng như là bác sĩ Kiss cũng có thể là làm như vậy. Chúng tôi có thể cho bệnh nhân sử dụng chống đông từ 3 đến 6 tháng. Và có những nghiên cứu đã chỉ ra là sau 3 tháng bệnh nhân vẫn có những cái cục máu đông tồn tại. Vì vậy tôi sẽ kéo dài thời gian chống đông tới 6 tháng. Chống đông đường uống cũng rất là tốt. Còn nếu như trong trường hợp ở bệnh viện của các bạn có loại gì thì chúng ta sẽ dùng loại đấy. Miễn là chúng ta sẽ kéo dài cái sử dụng chống đông cho bệnh nhân tới 6 tháng. Tuy nhiên nếu như sau 1 tháng nữa bạn lại hỏi tôi câu hỏi này thì có thể là cái câu trả lời của tôi đã khác rồi. Bởi vì là các cái nghiên cứu nó sẽ thay đổi liên tục. À, có một bạn hỏi tiếp vấn đề này thì tôi xin hỏi luôn, sau đó chị mời chị Kít phát biểu thêm. Là với bệnh nhân mà hậu COVID ấy, mà có DDMA vẫn cứ cao trên 1.000 nanogram trên ml thì xin hỏi giáo sư Solomon về việc điều trị chống đông thế nào hậu COVID ấy, mà DDMA vẫn còn cao. Another question for Professor Solomon: if a patient with post-COVID and his D-dimer is still high, maybe over 1,000, what should you do? Good question. As Dr. Cho always asks really good questions. I don't know. I don't think anybody knows. I think that if their D-dimer is still high, I would consider looking for clot with a CT angiogram or a lower extremity Doppler. And if you find a clot, I would treat it, but I don't know what to do with them. I think if their D-dimer is high for many months after, that they're still at risk to have clot. But I don't know the answer to that. I think Dr. Baxi Tun and Baxi Keith could maybe also give their opinion. I don't know, but it's a very good question. I would like to add to that briefly. I think I practice mostly in the outpatient setting, and we do see elevated D-dimers in the outpatient setting in patients that don't require hospitalization. Certainly, we will make a strong effort to look for clot, but in the absence of clot, we are not routinely giving anticoagulation in that setting. We have followed D-dimers for several weeks to months after that. They tend to slowly trend down over time. But it's almost like it's just a reflection of an acute phase reaction and a reflection of ongoing inflammation. In the absence of a known clot, at least in the outpatient setting, we are not anticoagulating these patients. Câu trả lời của Josh là nếu những trường hợp bệnh nhân mà có DDMA cao như vậy thì thực ra bản thân ông cũng không biết chắc là sẽ cần làm gì. Trong những trường hợp đó thì tôi sẽ cố gắng làm các thăm dò để tìm xem bệnh nhân có huyết khối ở đâu đó hay không. Ví dụ như chụp các cái CT mạch hoặc là siêu âm đắp lê mạch chi dưới để tìm xem có cục máu đông hay không. Và nếu tìm thấy có bằng chứng của cục máu đông thì bệnh nhân sẽ được điều trị bằng thuốc chống đông. Câu trả lời của giáo sư Kiss là tôi thường điều trị và theo dõi cho những bệnh nhân ngoại trú. Và trong một số trường hợp thì cũng có gặp những bệnh nhân có DDMA càng cao. Tuy nhiên thì với những trường hợp đó thì cũng vẫn phải cố gắng là tìm, làm thăm dò rất là tích cực để tìm các cái bằng chứng của cục máu đông. Trong trường hợp mà tìm thấy cục máu đông thì sẽ điều trị chống đông cho bệnh nhân. Nhưng nếu đã làm tất cả các thăm dò mà vẫn không tìm ra được máu đông ở đâu cả thì họ sẽ theo dõi. Thông thường thì họ sẽ theo dõi DDMA cho bệnh nhân trong vài tuần đến vài tháng và
họ thấy rằng cái chỉ số đó có xu hướng sẽ giảm dần theo thời gian. Vì Dedimer cũng không phải là chỉ tăng trong mỗi trường hợp là tăng đông, mà nó cũng có thể tăng trong những cái trường hợp bệnh lý nền gì đó khác, hoặc là những cái quá trình viêm trong cơ thể. Vâng, có một câu hỏi bạn Nghiệp muốn hỏi về cái việc mà phục hồi chức năng hô hấp sau COVID, thì mời anh Josh có ý kiến nhiều. One more question for Professor Solomon and Professor Kiss. What should we do with pulmonary hub for patient with post-COVID? I'm sorry, say that again. What should we do with what? Pulmonary rehab. Oh, yeah, I think Dr. Keith will say the same as I do. I think everybody needs pulmonary rehab. I think it's great for, matter of fact, I would go into pulmonary rehab if I could. I think that everybody benefits, and patients who are in the hospital for more than 5 or 7 days, I think pulmonary rehab will help. So I am always supportive of pulmonary rehab. I would agree with that. And even in the US, we have areas of our country where pulmonary rehabilitation is not easily accessible for some patients. And in those situations, we're encouraging patients to slowly return to exercise by starting a walking regimen or kind of doing light weightlifting. And the key to that is to start slow and slowly increase over time, just to try to increase physical exercise and endurance. Chúng tôi nghĩ rằng là phục hồi chức năng hô hấp là rất là tốt, và tất cả mọi người đều nên được tiến hành tập phục hồi chức năng hô hấp. Ngay cả bản thân tôi, nếu mà có điều kiện thì tôi cũng sẽ thực hiện các bài tập phục hồi chức năng hô hấp. Nếu những bệnh nhân ở những cái nơi mà cơ sở y tế không có điều kiện để đến các cơ sở y tế để tập phục hồi chức năng hô hấp, thì bệnh nhân sẽ được khuyên là tập các bài tập đơn giản tại nhà, ví dụ như là đi bộ hoặc là nâng tạ, hoặc là các cái bài tập thể dục tại nhà, từ từ tăng dần cường độ để họ có cái vận động và phục hồi. Vâng, có một câu hỏi nữa dành cho Josh Solomon là bệnh nhân COVID đã thở HFMC đến ngày thứ 10 rồi, dùng dexamethasone cũng 10 ngày rồi, nhưng vẫn phải bệnh nhân vẫn phải thở HFMC, vậy thì tiếp tục xử trí thế nào? It is a question for Professor Solomon. If we have a COVID patient with a high flow to the day to the 10th day, and we treated him with dexamethasone for 10 days, but the patient did not get better, and he was still on the high flow. What should we do then for this patient? Another very good question. What I can tell you what we are doing, if you are at day 10 and they are still on high flow oxygen, we're not stopping dexamethasone. We are changing from dexamethasone to solumedrol at doses of 60 or 100 milligrams a day. But I have no data to support that. That's just what we do. But I do believe that if you still are at day 10 and have lung infiltrates and you're on a lot of oxygen, I'm not stopping steroids. I'm continuing them. But as everything in COVID, maybe in 1 month, I'm going to tell you something different. But that's what I do now. Can I add to that briefly, just because I see those patients in my clinic in discharge, and many of them will go home on a dose of oral steroids such as prednisone that we will taper over a period of weeks. Đây là một câu hỏi rất hay. Nếu mà trong trường hợp bệnh nhân của các bạn đã điều trị đến ngày thứ 10 mà vẫn phải thở oxy dòng cao, thì chúng tôi sẽ không dừng liệu pháp dexamethasone, hoặc là chúng tôi sẽ chuyển sang solumedrol với liều từ 60 đến 100 mg một ngày và tiếp tục theo dõi. Nếu như mà các bạn vẫn thấy các cái tổn thương mờ dai dẳng ở trên phim X quang thì liệu pháp steroid là phải tiếp tục duy trì và không nên dừng. Đấy là cái cách thực hành của tôi. Tuy nhiên tôi cũng không có cái nghiên cứu bằng chứng nào để khẳng định được đó là cái phương pháp chính xác nhất. Và như các bạn biết đây thì là cái COVID nó sẽ thay đổi liên tục, cho nên có thể sau một tháng thì cái câu trả lời của tôi đã có thể thay đổi rồi. Và Professor Kiss cũng nói rằng là với những cái bệnh nhân của bà ấy thì có một số bệnh nhân đã phải tiếp tục duy trì cái
liệu pháp steroid khi mà ra viện và họ sẽ giảm liều dần trong vòng vài tuần. Vâng, có một câu hỏi thực tế từ một bạn thành phố Hồ Chí Minh nói là bây giờ bệnh nhân bị tiểu đường type 2 rồi, bị nhiễm SARS-CoV-2 vào với thì thuốc mình thì nên dùng corticoid thế nào? Mời các speaker có ý kiến nhé. Mời chị Kit. Professor Kiss, we have a question for you. If a patient with diabetes mellitus and they had COVID, how should we use steroid therapy for this patient with diabetes? So in general, our practice in the United States is if we need to put someone on steroids who has underlying diabetes, that we try to more aggressively manage their diabetes while they're on steroids to maintain glucose control. Often we use insulin to do this. Certainly my personal practice is I'd like to try to use the least amount of steroids. So the dose, try to the lowest dose possible. It's tricky. It has to be balanced and managed. Cái thực hành, cái thực tế thực hành ở Mỹ thì chúng tôi trong những trường hợp bệnh nhân có bệnh đái tháo đường nền thì chúng tôi vẫn điều trị steroid cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì cái việc kiểm soát đường huyết sẽ cần phải được thực hiện tích cực hơn, là thường sẽ dùng insulin và làm thế nào để kiểm soát được cái nồng độ đường huyết, đồng thời sẽ cố gắng sử dụng cái liều steroid ở mức độ thấp nhất có hiệu quả cho bệnh nhân. Tóm lại là chúng ta phải làm thế nào cân bằng giữa việc kiểm soát đường huyết và việc điều trị bằng steroid trong những trường hợp đó. Bây giờ thì cũng có một số còn rất là nhiều câu hỏi khác. Một số câu hỏi sẽ được giáo sư Đinh Xuân Tuấn, thạc sĩ Thạch, giáo sư George Solomon và giáo sư Rebecca Kitt trả lời trực tiếp rồi. Tuy nhiên cũng còn khá nhiều câu hỏi, thì xin chuyển lại cho các báo cáo viên các câu hỏi đó, rồi sau rất là mong các báo cáo viên thầy Tuấn, anh Thạch, anh George Solomon và Rebecca Kitt trả lời qua email cho chúng tôi, để chúng tôi sẽ treo lên trang web của Hội Hô hấp Việt Nam. Vì bây giờ cũng đã quá gần 10 phút rồi, thì xin thay mặt cho ban lãnh đạo Hội Hô hấp Việt Nam xin được trân trọng cảm ơn các báo cáo viên, đặc biệt là giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Tuấn. Mặc dù thời gian rất là bận trong việc trong thời gian vừa qua với Hội Hô hấp châu Âu, cũng như giáo sư George Solomon và giáo sư Rebecca Kitt và thạc sĩ Thạch đã dành thời gian rất là quý báu để mà chuẩn bị cái bản báo cáo rất là kỹ lưỡng, cập nhật các thông tin cũng như chia sẻ các kiến thức của các thầy cô trong vấn đề chẩn đoán điều trị bệnh nhân COVID cấp tính, cơ chế sinh bệnh cũng như trong thực hành điều trị COVID cấp tính và cả hội chứng hậu COVID. We have many questions for our speakers here, but we do not have enough time for all the questions. I would like to thank all speakers today, Professor Đinh Xuân Anh Tuấn, Professor Rebecca Kiss, Professor John Solomon, Dr. Thạch, have paid your time to prepare very useful talks today to share with us your knowledge on management of COVID-19. And we will send you the question that we did not answer yet. And we hope you will answer those questions and send us by email. We will post those answers on the website of BNRS and the fan page of BNRS on Facebook. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you. Chúng tôi cũng muốn xin phép các báo cáo viên được treo các video clip bài giảng của các thầy cô lên trên trong web của Hội Hô hấp Việt Nam nếu các thầy cô đồng ý. And I would like to ask you to give us the right to post our video, a live video now on BNRS website in order to share the knowledge of COVID-19. Absolutely. You have my permission. I'm happy to have you post it. Mine as well. Thank you. Thank you so much. Thank you, Bác sĩ Châu. Thank you, everybody. Chúng tôi hy vọng là sát năm tới sẽ được đón lại giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, giáo sư George Solomon, giáo sư Rebecca Kitt ở Việt Nam trực tiếp để tiếp tục
có nhận được cái sự hỗ trợ đào tạo cho các thầy thuốc trong lĩnh vực hô hấp ở Việt Nam cũng như các cái thầy thuốc có chuyên ngành có liên quan. We hope in the next year we can invite Professor Đinh Thu Thanh Tuấn, Professor Kiss, Professor Solomon to Vietnam, and we are will welcome you here to give our talks, to give to share the knowledge in the medicine field to improve our practice in the health medicine. Thank you. Sự chia sẻ các cái kiến thức, các kinh nghiệm quý báu của các thầy cô ngày hôm nay là cái rất là quý giá đối với các cái thầy thuốc ở Việt Nam, đặc biệt các thầy thuốc ở tỉnh phía Nam đang trực tiếp đối mặt với COVID-19 với số lượng bệnh nhân rất lớn. Chúng tôi một lần nữa xin thay mặt các cái thầy thuốc ở Việt Nam cũng như các bệnh nhân ở Việt Nam xin cảm ơn sự hỗ trợ quý báu đó của tất cả các quý thầy cô và xin kính chúc sức khỏe tất cả quý thầy cô và hẹn mong hẹn gặp lại. It is our great honor to have you here and help us with COVID-19 in Vietnam. You know that the COVID-19 in Vietnam is very serious in the north, in the south of Vietnam. And we thank you very much for all your support. Thank you. Các thầy cô giữ sức khỏe và hẹn gặp lại. Thank you, Ply. Thank you. Thank you. Thank you. Take care and see you again. Bye. Bye.